Thưa quý vị và các bạn, nhằm khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hình thành nhu cầu và thói quen đọc sách thường xuyên của mọi người, đồng thời tôn vinh giá trị của sách, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, trường tiểu học và trung học cơ sở Asin tổ chức các hoạt động đêm trải sách và trải nghiệm con đường sách rất thiết thực và ý nghĩa. Với chủ đề lan tỏa tri thức, trường tiểu học và trung học cơ sở Asin đã tổ chức quy mô và đầy ý nghĩa về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023. Ngày sách đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia. Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu và kỹ lưỡng, các hoạt động trong đêm trải sách gồm chấm trải đẹp và thi ảnh đẹp đã diễn ra ấn tượng. Với các tiêu chí gồm trải đẹp, thân thiện, phù hợp, độc đáo, sáng tạo, có các góc trưng bày, sách báo, tạp chí, lần lượt được các trại giới thiệu, với mỗi trại là một sắc màu riêng biệt, đã mang đến cho hội thi sự hấp dẫn và thú vị. Cùng với đó, nhà trường cũng đã tổ chức thi ảnh đẹp từ những bức ảnh được chụp từ các trại qua màn ảnh. Với những hoạt động phong phú đa dạng trong đêm trải sách, trường tiểu học và trung học cơ sở Asin đã mang đến một không khí vô cùng mới lạ trong Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay. Tham gia hoạt động đêm trải sách ngày hôm nay thì em cảm thấy đây là một hoạt động rất bổ ích, mới lạ và hấp dẫn, gây được sự hứng thú cho các em học sinh. Đây là dịp để các em được tham gia trải nghiệm, từ đó thì hình thành thói quen đọc sách và tạo nền tảng cho việc tự học. Hoạt động này thì có giá trị rất quan trọng đối với mỗi em học sinh cũng như mỗi người thầy giáo, cô giáo. Và em mong muốn thì hoạt động này sẽ được duy trì, nhân rộng để ý nghĩa của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được lan tỏa đến mọi cộng đồng trong xã hội. Đặc biệt trong chương trình Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay, trường tiểu học và trung học cơ sở Asin còn tổ chức hoạt động trải nghiệm con đường sách. Tham gia hoạt động này, các trại chọn lựa học sinh để thuyết trình. Nội dung trình bày ngắn gọn, xúc tích, ngôn từ lưu loát, kết hợp với cử chỉ, điều bộ, nét mặt đã tạo nên sự hấp dẫn lôi cuốn. Mỗi trại với mỗi phần thuyết trình đã mang đến cho hoạt động trưng bày triển lãm sách một không gian tươi mới, thực sự làm cho Ngày sách trở nên sôi động và ý nghĩa. Khi tham gia thuyết trình trưng bày triển lãm sách, em thấy triển lãm sách do nhà trường tổ chức, em thấy đây là một hoạt động rất thú vị và được bổ ích đối với chúng em. Mỗi một góc thư viện đều được chúng em sáng tạo rất nhiều cuốn sách hay, mỗi một mô hình sách gắn liền với một chủ đề, một thông điệp nhằm phát huy những giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam. Thông qua những cuốn sách được trưng bày, triển lãm, chúng em được tham gia, tìm hiểu, đọc sách và cùng nhau thuyết trình những cuốn sách có trong thư viện. Thông điệp mà chúng em muốn gửi đến các bạn học sinh và mọi người đó là hãy đọc sách để nuôi mang, để mở mang tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Để tổ chức được sự kiện của Ngày sách Việt Nam, nhà trường đã có nhiều phiên làm việc với đồn biên phòng Thanh để thống nhất nội dung tổ chức, hình thức tổ chức. Và chúng tôi đã thống nhất chọn đường sách biên cương là điểm nhấn của chương trình. Thứ hai, ban tổ chức hội trại lựa chọn hình thức trải nghiệm để thu hút được nhiều học sinh tham gia, nhiều lượt phụ huynh đến với cái hoạt động này. Về lâu dài, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động giới thiệu sách, thi tìm hiểu các kiến thức về sách để thu hút học sinh ngày càng tham gia các cái hoạt động của nhà trường, đặc biệt là các em có tình yêu với sách và đam mê với việc đọc sách. Sự thành công của Ngày sách và Văn hóa đọc tại trường tiểu học và trung học cơ sở Asin là bước khởi đầu cho việc giáo viên, phụ huynh và học sinh tiếp tục niềm đam mê đọc sách để có những thông tin bổ ích. Ngày hội được diễn ra trong không gian giao lưu tri thức ấm cúng, long trọng, được lan tỏa rộng rãi, qua đó góp phần trao truyền cảm hứng đọc sách cho các em học sinh, cán bộ và giáo viên nhà trường. Và đặc biệt là góp phần tôn vinh giá trị của sách, nâng cao văn hóa đọc, góp phần thắp lửa tri thức thế hệ trẻ.